Vâng, Milo xin mến chào toàn thể các bác nhé. Nói thật sự đây là lô loa cực kỳ hiếm, phải đến hơn một năm nay em mới tiếp tục về hàng phục vụ các bác anh em. Cách đây vào khoảng cách đây gần một năm trước, các bác để ý thì em cũng về một lô nhưng mà bắt 25 và hôm nay về bắt 50. Các bác nhìn cái phân tần nó này rất là gấu và ngầu, sử dụng đến 3 cuộn cảm, dòng loa con bọ cạp bác nhá. Cái tên nó uy lực, y xì như chất âm nó đã thể hiện và cho ra. Và cái dòng này thì có biết rồi, sử dụng mặt pick và tép của nó, sử dụng mặt pick tép là pick tép bánh răng cực kỳ chất, cắt CNC bằng lõi thép bác nhá, cực kỳ bền, chưa bằng nhựa đâu bác nhá. Đây, Sarubes. Nói chung là đối với dòng này bọn em gọi là loa bọ cạp. Và đối dòng này thì mỗi lần về hàng thì luôn là cháy hàng. Không phải đơn vị về đến em mà một số đơn vị cũng hay về dòng này. Cái điểm quan trọng là đối đợt này về hàng, các bác lưu ý nhé, đây là phiên bản đời cao nhất của loa, sử dụng bát loa của RCEP bác nhé. Bát loa RCEP kia, bác nhìn này, trên đầu tem Rosaurus, tem mã đều đàng hoàng bác nhé. Rất là chất và cái lô hàng này về rất là đẹp, gân nội tẩm dầu hai lớp, nón cô hả, từ con này từ rất là lớn nhá, từ 190 học 76 các bác nhá. Gân nội tẩm dầu nó vẫn còn rất là ẩm vì nó có mặt lưới ở ngoài là mặt lưới căng chắn ngăn bụi đấy, chống khô. Các bác nhìn bích từ thôi nó đã ăn gần hết cái mặt mặt bát rồi đấy. Và lô hàng này trong trạng thái là đẹp xuất sắc các bác nhá. Nhìn cái bích tép kết ngay này, bích tép bánh răng chất không. Và thời điểm này nhập về nối những lô loa này nó không hề rẻ một chút nào. Với dòng loa có thể nói là đây cũng có thể nói là loa RCEP luôn, nhưng thương hiệu của loa bọ cạp thì quá nổi tiếng rồi. Với dòng này thì như bản thân là cách đây như em lần trước em về là bắt 25 đấy cũng cháy hàng. Và một số anh em review đối dòng này rất nhiều rồi, thì hôm nay em quay nhá hình có tổng cộng hơn chục đôi thôi, phụ bác anh em. Pick từ 19 họng 76 các bác nhá. Đấy, chất không, 10 như 1 luôn. Đấy. Thùng quách đẹp các bạn. Thùng quách nó sử dụng thùng gỗ ván ép chống nước sơn sần. Và đối dòng này thì cũng rất nhiều bông tiêu âm các nhá. Tất cả lục là lục bắt vít hết. Nhưng biết thì đối dòng loa bãi thì cái đối những dòng này người ta dùng ít nhất là đã được 3-4 năm rồi. Nhưng cái quan trọng là nhập về lô hàng đẹp và cái chất lượng ở đây được khẳng định bằng chất âm. Và bác nhìn phía sau của nó này, sử dụng là hậu, nó hậu vát bác nhá, cắt CNC hậu vát này, CX2+. Đối dòng này là phiên bản cao nhất của Sarubes bác nhá, công suất 300W và độ trở 8 ohm, hình con bọ cạp bác nhá. Silo đối dòng này nó là thương hiệu của Mỹ, thì như thế thì dòng loa theo thương hiệu bọ cạp, dòng thương hiệu Mỹ thì bao giờ nó sẽ có mã ẩn ở dưới bác nhá, mã ẩn dưới cái chỗ phần series kìa. Cái silo trắng kia nó sẽ mãi ẩn, bác check với nhá. Và như biết thì cái chất âm người ta dùng 3-4 năm rồi nhưng nó vẫn đảm giữ được cái chất âm vẫn nguyên bản như hiện trạng ban đầu. Đó là cái gì mà sản phẩm hàng chính hãng hay sản phẩm bãi xịn nó luôn được lựa chọn đối với các bác cũng anh em, nó sẽ hơn hẳn so với sản phẩm hàng gióng, hàng nhái, hàng OEM trên thị trường. Sử dụng phân tần 3 cuộn cảm, 5 trở, 2 tụ, rất là gầu và gấu bác nhá. Đây phần ấy căng nó nhé, bác ấy căng lưới này. Nói chung là tình trạng lô này về rất là đẹp các bạn, đúng là đẹp, xuất sắc phục của anh em dịp lễ Tết này. Số lượng không có nhiều, nhất là những dòng loa thương hiệu như vậy. Thì các bác có nhu cầu những sản phẩm trong tầm tiền để phối ghép những bộ dàn, có nhu cầu trả góp thì nhanh tay liên hệ trực tiếp bên cửa hàng mình. Đơn vị em luôn sẵn hàng trả góp này, trả góp từ xa, trả góp tại cửa hàng. Hoặc các mua cầu nhu cầu mua sắm như bây giờ thì còn hơn 30 ngày nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán rồi các bác nhé. Thì các bác có thể lựa chọn cho mình.